Cô gái này bây giờ chắc đang sợ hãi lắm, bị một con chăn vàng cuốn chặt cô sắp bị nó cuốn chết rồi. Cảnh sát phát hiện ra cô gái này là một người yêu thích những con vật thân dài này. Cảnh sát đeo găng tay lên bắt chắc rắn lại để giảm áp lực cho cô gái, nhưng con vật đáng yêu này lại ngày càng siết chặt hơn. Cô gái gần như sắp ngạt thở chết rồi. Một người khác cầm cây rìu nhỏ lên chét một cái đứt đầu con vật đáng yêu này. Cuối cùng thì thân dài đườn đó đã thả lỏng cô gái ra. Ánh mắt hút hồn của cô gái tràn đầy sự biết ơn. Một bên khác, đội nhóm đã nhận được thông báo. Trong tường vang vọng tiếng khóc của trẻ nhỏ. Bên trong là đường ống dẫn nước trong nhà vệ sinh. Họ lấy múa đập 2-3 cái là vỡ tường ra. Cưa rồi kìm bắt đầu hoạt động. Mùi vị của dòng nước ấy chảy ra quả là dễ chịu. Họ lấy ống dẫn nước xuống và phát hiện ra bên trong có đồ. Họ cưa đứt ống ra. Bên trong ống này có một sinh linh nhỏ bé. Họ nhanh chóng lấy dầu bôi trơn bôi quanh miệng ống rồi đẩy từ đầu kia qua. Một đứa bé đã chui ra từ trong ống nước, lớp da y hệt như sứ nhưng đứa bé đã ngừng hô hấp. Ba người đàn ông nhanh chóng dùng tay móc họng của đứa bé. Cuối cùng thì đứa bé cũng bắt đầu khóc. Họ bế đứa bé đi bệnh viện. Còn cô dường như đã phát hiện ra gì đó. Ống thoát nước gần đó có vết máu. Cô đi theo vết máu tìm tới cô gái vừa sinh đứa bé đó. Nhà nghèo nên cô gái đã bỏ con mình. Cô gái được đưa lên xe cấp cứu. Trong xe họ đặt dụng cụ y tế cho đứa bé. Cô gái nhìn lấy con mình có nỗi khổ nói không thành lời. Cuối cùng thì cả hai mẹ con đều được đưa đi viện. Hai cậu bạn to gan chơi trò xe qua núi. Tới nửa đường thì đột nhiên khung bảo vệ bung ra. Một người bay ra ngoài, xe này treo trên không. Nhân viên cứu hộ đi tới. Anh ta bò lên theo lối trượt. Tên béo này đang cố gắng trụ lại trên đó. Trên mặt anh ta đầy mồ hôi và sự đau khổ. Nhân viên cứu hộ vừa đưa tay ra, tên béo này nhìn lấy một cái. Một giây sau, anh ta hết sức gắng gượng nên đã rơi xuống dưới. Một đứa bé ở ngay giữa bể bơi. Một bên khác, có đường điện cao áp đi trăng qua bể bơi. Anh trai vì cứu cô bé mà bị điện giật chết. Họ hoang mang không biết phải làm thế nào cả. Người đàn ông đưa dao cho cô ta. Cô kéo dây cao su ra, bởi lẽ chỉ có dây cao su mới cách điện. Hai người bảo cô bé nắm chắc dây nhựa, đột nhiên điện lóe lên một cái, dòng điện đó vẫn kêu lên không ngừng, lúc này bất kỳ ai đụng vào nước cũng đều cảm thấy tê. Mẹ cô bé đã cứu sống cô thì nhân viên cứu hộ mới tới. Trong công viên, một chàng trai trẻ cầm một thứ đồ gì đó ném đúng vào mông con hổ đứng dậy, người đàn ông kia không sợ chết vẫn ném thêm một lần nữa, lần này ném trúng đầu hổ, thì ra cậu ta muốn cục một tấm ảnh cho cháu trai mình, vẻ mặt của con hổ này đầy không phục. Người đàn ông này đang đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào bên ngoài, đi ra ngoài xem, ai nấy đều đang chạy điên cuồng, anh ta không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên anh ta nghe thấy có tiếng gầm, anh ta đứng lại quay người ra sau nhìn, con hổ đó đã chạy từ vườn ra. Anh ta sợ hãi lấy điện thoại ra gọi nhân viên cứu hộ, anh ta nói hình như con hổ kia đang nhằm vào anh ta, nhìn chằm chằm vào anh ta. Ngắt điện thoại, anh ta vác cẳng lên chạy, con hổ đó đuổi ngay phía sau. Anh ta leo qua lưới sắt, coi như đã thoát, nhưng hình như con hổ này muốn đi qua. Khi nhân viên cứu hộ đi tới thì đã có người bị thương, anh ta bị con hổ cào nhẹ mất một miếng da. Anh ta là nhân viên chăm sóc hổ đó, anh ta nói con hổ đó không muốn giết anh ta chứ nếu không thì anh ta đã chết rồi. Không biết ai đã làm nó tức giận. Một bên khác, anh ta đang nấp trong một góc nào đó, anh ta đang gọi điện cho nhân viên cứu hộ, vừa quay đầu lại là thấy con hổ đó ngay đằng sau, đường dây bên kia, cô gái này đã nghe thấy tiếng kêu của hổ. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng vác súng bắn thuốc mê tới, con hổ đó đang ăn thịt lợn, anh đầu chọc này bùng một cái bắn qua, con vật đáng yêu này nằm xuống đất. Người đàn ông này trốn vào trong thùng rác trú mưa. Hôm sau anh ta tỉnh dậy khi nghe có tiếng động mạnh, anh ta kêu gào gọi những người phía dưới nhưng không một ai nghe thấy, anh ta bị đổ vào trong máy ép rác. Thế là anh ta gọi điện cho nhân viên cứu hộ, khi nhân viên cứu hộ tới thì đã muộn, đống rác này đang được xử lý, máy ép hoạt động, anh ta đầy tuyệt vọng. Họ dừng hoạt động máy lại rồi leo lên xem, ném từng bao rác xuống, cuối cùng họ cũng phát hiện ra một chân của người đàn ông kia, anh ta vẫn còn sống, sờ một cái kiểm tra, vẫn còn mạch đập, thì ra vị trí của anh ta khá an toàn, được một chiếc ghế bảo vệ, nhân viên cứu hộ cột chắc anh ta và đưa anh ta ra khỏi xe rác, lại một lần nữa giải cứu một sinh mạng. Hai mẹ con này đang đi thang máy, bà mẹ cứ không ngừng mắng nhiếc con mình. Đột nhiên thang máy rơi đột ngột, hai mẹ con bị lực trôi mạnh làm cho ngã xuống đất. Con trai đứng dậy nhìn mẹ, mẹ đã bất động. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng đi tới tìm hiểu tình hình. Bây giờ dưới tầng hầm đã bị nước tràn vào, nếu không nhanh chóng giải cứu hai mẹ con này thì họ chết chắc. Con trai đỡ bà mẹ đứng dậy, con trai nói đều trách bản thân mình, hận bản thân mình chuyện gì cũng khiến mẹ phải lo lắng. Còn bà mẹ thì lại nói bà quá hy vọng con mình có thành tựu gì đó, bà cũng có rất nhiều cái không đúng. Một bên khác, hai nhân viên cứu hộ đi theo dây thừng tới thang máy. Nước dưới này đã cao lên tới eo, anh ta đi xuống thắt dây vào người bà mẹ, cô được chậm rãi kéo lên, đột nhiên thang máy rung một cái, nước ngập gần lên tới trán, chỉ có một dây thừng nên nhân viên cứu hộ cho thanh niên kia lên trước, một lần lên mất 2 phút, anh ta đang bơi dưới nước, đồng nghiệp cũng gào hét lên, đột nhiên anh ta bơi lên trên. Người đàn ông này đột nhiên chết ngất ra, thế là anh ta bị đặt vào túi đựng xác chết. Trong phòng khám nghiệm tử thi, người đàn ông đó nằm trên bàn, bác sĩ chụp X-quang cho anh ta rồi lấy bút vẽ đường mổ lên người. Máy cưa chuẩn bị hạ xuống thì đột nhiên tay của người đàn ông đó đặt lên vai của bác sĩ, thở hổn hển ngồi lên, còn bác sĩ kia bị dọa ngất đi rồi tự cắt vào chính mình.
Người đàn ông đó lấy điện thoại của bác sĩ ra gọi cho cảnh sát, anh ta còn giúp bác sĩ băng bó vết thương lại. Đây đã là lần thứ 3 người đàn ông này bị tuyên bố chết ngoài ý muốn. Anh ta mắc bệnh giả chết, hai người bảo anh ta xăm hình xăm trên ngực rồi xăm 10 chấm than trên đó, nếu không, nói không chừng một ngày nào đó anh ta sẽ bị chết thật sự. Bộ phim này chủ yếu viết về những chiến sĩ cứu hộ đáng yêu, bất kể là quốc gia nào, khu vực nào, họ đều là những người xuất sắc nhất. Thích thì hãy nhấn theo dõi nhé. Bye bye!